cần gấp thợ nail in canisol trôi trà tiệm nail ở canisol trôi trà đang cần gấp thợ làm full tham bà tham biết làm bột chân tay nước sns design thợ làm everything càng tốt bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng tìm kế bên shopping center khu mỹ trắng rất đông khách khách lịch sự wooding com Giá neo cao, tiếp hậu. Chỗ làm vui vẻ và thoải mái, không trừ tiền supply của thợ. Tiệm mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, chủ nhật từ 12 giờ sáng đến 6 giờ tối. Thật lòng quan tâm và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc. 626 409 8366 Không bắt phone kịp, xin để lại tin nhắn. Thank you.